anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không các con mất công phúc nơi Cha các con là đấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí thì đừng thổi loa báo trước như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Rồi khi các con cầu nguyện thì cũng chớ làm như những kẻ giả hình. Họ ưa đứng cầu nguyện giữa hội đường và các ngà đàng để thiên hạ trông thấy. Quả thật ta bảo các con, họ đã được hưởng công rồi. Còn con khi cầu nguyện thì hãy vào phòng đóng cửa lại mà cầu xin với Cha con đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Khi các con ăn chay thì đừng làm như bọn giả hình thiểu não. Họ làm cho mặt mũi ủ dột để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Quả thật ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con khi ăn chay, hãy sức dầu thơm trên đầu và rửa mặt, để thiên hạ không biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con đứng ngự nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô. Anh chị em thân mến, chúng ta đang sống trong một thời đại mà người ta phải đối phó với hàng giả rất là nhiều. Và chắc chắn một điều là khi đi mua hàng, ta thường chọn cho được hàng hiệu, hàng đúng, hàng thật. Còn khi mà ta mua phải hàng giả thì tiền đã mất, mà coi chừng có khi tật lại mang nữa. Cái xe hàng giả rồi nó gây ra tai nạn thì mình cũng mất mạng. Và ngày hôm nay Chúa chỉ cho chúng ta thấy cái dấu hiệu nào cho biết hàng thật, hàng giả. Một người có lòng mến thực sự như trong mấy bài phúc âm mấy ngày vừa qua, thì chúng ta thấy Chúa nói đến cái lòng mến. Vậy thì các con hãy cẩn thận, đừng vô trương công đức trước mặt để thiên hạ trông thấy. Và khi cầu nguyện cũng chớ làm những kẻ giả hình, họ ưa đứng giữa hội đường và các ngài đàng để thiên hạ trông thấy. Và khi ăn chay đừng làm như bọn giả hình thiểu não, họ làm cho mặt mũi ủ dột để có vẻ ăn chay trước mặt người ta. Thì trong cả ba điều Chúa nói thì đều chú trọng đến cái là cái lời khen của người khác. Và phải nói thực sự là khi mà chúng ta được khen thì ai cũng thích khen, nhưng mà đó là những kẻ ăn cắp của ta. Bao nhiêu việc ta làm cho nó tốt, cho nó đẹp để dâng lên Chúa, nhưng mà rồi khi ta làm vì chứng khen, rốt cuộc là ta dâng cho Chúa cái hàng giả hiệu. Vậy thì cái hàng mà chính hiệu thì làm sao? Chúa nói, vậy khi các con bố thí thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc bố thí được giữ kín, và Cha con đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Rồi khi cầu nguyện cũng vậy, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu xin với Cha con đấng ngự nơi bí ẩn, và Cha con đấng thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Còn việc ăn chay, khi ăn chay đừng để cho thiên hạ biết con ăn chay, nhưng chỉ tỏ ra cho Cha con đứng ở nơi bí ẩn, và Cha con thấu suốt mọi bí ẩn sẽ trả công cho con. Tức là những việc ta làm mà vì lòng mến Chúa thì phải
tránh không có tìm kiếm những lời khen. Giả dụ như ta có nghe người ta khen thì ai cũng thích, nhưng mà ta thích một chút rồi ta dẹp qua một bên. Và đối với những người mà muốn dâng cho Chúa những món hàng quý báu thực sự đó, thì hãy có cái lời cầu nguyện cho những người làm hại mình, có những hy sinh mà không ai biết đến. Là cái câu mà Chúa nói, còn con có bố thí thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, thì chắc chắn ai cũng ngạc nhiên, của tay trái với tay phải thì nó biết rồi chứ sao. Thế nhưng mà quả thực có những việc lành ta làm nó nhiều quá rồi, đến nỗi ta không còn ý thức về cái điều ta làm nữa, mà phải tập luyện thật lâu để có những điều đó. Chẳng hạn như ta xem qua nước Nhật có một cái kiểu chào rất là đặc trưng, Thái Lan cũng vậy, cúi chào một cái. Và một người là đã quen chào hỏi, quen nói lời xin lỗi, quen nói lời cảm ơn, rồi quen nở nụ cười đó, thì phải nói được mình làm mà mình đâu có ý thức đâu. Cho nên là mình đâu có biết là mình làm điều tốt, bởi vì mình đã là một người tốt rồi. Và một trong những dấu hiệu chắc chắn để biết rằng mình làm vì lòng mến Chúa thực sự, đó là hy sinh trong kín đáo. Chính Chúa đã nói đến cái chữ bí ẩn rất nhiều, là dấu hiệu của đức nến thì nó phải là hy sinh. Chẳng hạn như ta làm một công việc mà làm mà lại được vui được thích thì công việc đó nó kém giá trị đi. Còn trái lại ta làm một việc tốt là phải khổ, phải cực vì cái việc đó, thì cái đau khổ là dấu hiệu không thể sai được cho cái đức mến thực sự. Một trong những đau khổ mà ai cũng có thể chịu có nhiều lắm, đó là vui lòng chịu mọi sự khó bằng lòng, xin cho con được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng, vân vân. Những điều đó ta tin rằng ta biến chịu. Và nếu ta còn cầu nguyện cho những người gây khó cho ta, thì lúc đó là ta đã áp dụng đúng cái lời Chúa dạy ở đây. Là một trong những tấm gương cho chúng ta, đó là Thánh Alphonsus lập ra dòng Chúa cứu thế. Vậy mà rồi khi về cuối đời, vì một vài từ hiểu lầm, Ngài bị đề trên, lúc đó trục xuất Ngài ra khỏi dòng Chúa cứu thế. Ngài tin lặng vâng lời và ra khỏi nhà dòng. Ta nghĩ xem coi, nếu bây giờ có một ai đó mà trục xuất ta ra khỏi cái nhóm bà vân vân này kia, thì ta cũng lột gan lột ruột lên rồi. Còn cái này là lập ra dòng Chúa cứu thế mà lại bị trục xuất ra khỏi cái dòng mình lập nên, thì làm sao? Thì Ngài tin lặng và Ngài nghĩ đến Chúa Giêsu, Chúa dựng nên con người, Chúa yêu thương con người, Chúa ban ơn lành cho mọi người. Thế nhưng cuối cùng là vì con người đóng đinh. Và cái đau của Chúa không phải là bị người ta sỉ nhục, nhưng cái đau của Chúa trên cây thánh giá, đó là thấy người ta đi vào con đường chết mà họ không biết. Cho nên cái lời nguyện đầu tiên Chúa xin, xin cha tha cho họ vì họ không biết việc họ làm. Và Thánh Alphonsus Liguori, cái đau của thánh nhân không phải là mình bị đuổi ra khỏi dòng, bởi vì có Chúa rồi thì ở đâu cũng là thiên đàng. Nhưng mà cái đau của Thánh Alphonsus đó là thấy những người ở trong nhà dòng, những người đang làm việc đạo đức mà lại đang tự sát, đang tự đưa mình vào con đường chết. Và sau đó một thời gian Ngài được phục hồi trở lại. Qua tấm gương Thánh Alphonsus Liguori, qua lời Chúa dạy ngày hôm nay, xin cho chúng ta nhớ đến cái việc làm của chúng ta thực sự có giá trị trước mặt Chúa. Đó là một cái việc làm cứ phải là phải đau rồi và phải im. Còn nếu như đau mà ta toán lên thì hết rồi. Hay là ta làm việc không đau mà lại còn la lối lên, khoe khoang ra vân vân, rốt cuộc là làm mất trắng mất sạch. Chúng ta dâng lễ xin cho chúng ta được noi gương Chúa Giêsu, làm hết mọi điều tốt cho mọi người để được cuối cùng bị ngoại trừ. Và Ngài xin lành chịu đựng một lời thưa xin vâng thật đẹp, và đó là cái giá cho chúng ta được cứu, được sống. Lạy Chúa, xin cho chúng con được noi gương Chúa và có được sự sống của ân sủng tràn trề trong tâm hồn khi chúng con biết tìm đến
không tránh né mà còn nhận lấy những sự khó, và trong thinh lặng, trong chỉ một mình Chúa biết. Amen.